Dạ cơm đâu? Bảo ăn cơm nhá. Vâng, chị cho em hai đường mỏng rồi. Chị hôm nay rửa bát đi nhá. Mày rửa đấy. Rửa đây, hôm qua em mới rửa xong. Sáng nay tao vừa mới rửa xong. Nói chung nghe là chị rửa đi. Tao không rửa đâu, mày rửa đi. Chị rửa đây, em không rửa đâu. Đừng có mà lừa, rửa đi. Rửa đi, không cần thì được hết cả chị buồn cười là rửa đi, buồn cười chị lớn thì phải nhờ em đi. Mày chị đi mà rửa, em không rửa, rửa đi. Không rửa. Có mỗi thế mà không cãi nhau, chúng mày không rửa được thì để đấy tao rửa. Đúng rồi, mẹ rửa đi. Để cho bà rửa, hợp lý. Dạ. Anh ăn nốt đi, một miếng này. Ôi, chúng em ăn đi. Ôi, anh ăn đi, anh khách. Ôi, ừ, mà ăn đi anh. Ôi, thế thôi em, ăn nha. Thôi, anh ăn đi. Thôi, em ăn đi. Xin kính mời ông bà cô dì chú bác họ nội họ ngoại anh chị em anh họ em họ chị họ bạn của chị họ bác hàng xóm bạn của bác hàng xóm cụ của bác hàng xóm và con chó. 2 hours later. Mời cả nhà ăn cơm ạ. Niềm tin cao tuyệt đối vào bạn. Ơ, tôi để đấy anh rửa bát cho. Ơ, chết, anh không cần phải rửa đâu. Nhà em có máy rửa chén rửa thôi. Anh rửa chén.